Xin kính chào quý vị khán giả, tôi đang đến với những hình ảnh được trực tiếp tại sân bóng đá Hiếu Thảo Sport của bến nước Long An. Theo dõi trận cầu giao hữu trong buổi tối ngày nay, cuộc so tài của cao thủ Đam Mê FC và FC Miền Tây. Trong trận cầu này thì FC Miền Tây sẽ thi đấu với trang phục sắc xanh và hiệp một này họ chấn giữ Quốc Thành ở bên phía cánh phải. Trong khi đó thì cao thủ FC Đam Mê thi đấu với trang phục sắc xanh và FC Miền Tây sẽ thi đấu với trang phục áo trắng và quần đen. Rất nguy hiểm. Đó là một tình huống mà trọng tài xác định sẽ có đá phạt dành cho cao thủ của Miền Tây. Phạt gián tiếp, chuyền bóng về nhưng thủ môn đã trụ bóng. Đây sẽ là một cơ hội ngon ăn dành cho cao thủ. Người đang đứng trước bóng là số 6 Gà Con. Cầu thủ đá trung vệ tham gia đá phát sút vào lưới đối phương. Một pha dứt điểm của Gà Con. Đó là một tình huống mà Gà Con đã rất tinh quái khi sút vào hàng rào. Thái Bình. Vẫn là Thái Bình. Cơ hội tấn công dành cho cao thủ Đam Mê. Họ xử lý rất bình tĩnh và tỷ số là 1-1. 1-1 dành cho trận đấu này. Trước đó là Thái Bình và cầu thủ Mao số 68 ở đây mình cái phải đi tung đã làm việc rất tốt và có sự hỗ trợ sau cùng của cầu thủ Mao số 10 Hoàng Minh để các bạn tỷ số là 1-1 cho các đội. Liệu có bàn thắng 2-1 cho Đam Mê. Lần này người ghi bàn là cầu thủ Mao số 30. Nâng tỷ số lên là 2-1. Một pha bóng lập bập nghe gà thủ thành của Miền Tây đã băng ra. Nhưng anh đã không bắt gì bóng mà thay vào đó là dành tặng cơ hội cho đối phương. Như vậy người ghi bàn thắng để nâng tỷ số lên 2-1 là Lý Viết. Tuy nhiên thì sau khi ghi bàn anh cũng đã rời sân. Còn từ lúc 4 giờ cả 3 trận đấu đều ở sân bóng đá 3. Đẻ trứng gà rồi. Gà son đầu năm. Cú dứt điểm bóng đi chìm và khiến cho thủ thành của FC Miền Tây mắc lỗi và nâng tỷ số lên là 3-1. Đó là cú dứt điểm của Thanh Bình. Thời là 3-1 cho cao thủ FC Đam Mê. Đó là những pha ghi bàn làm bàn của Hoàng Bình, Lý Phép, Thái Bình. Trong khi đó thì FC Miền Tây mới có một bàn thắng duy nhất của công Gà Con. Khá nguy hiểm. Tỷ số đã sút ngắn còn 2-3. Người ghi bàn lần này là số 8. Pha tấn công từ biên cánh trái. Trước đó thì số 22 cũng đã có cơ hội nhưng anh lại để bóng xoáy đúng vị trí số 8. Rất may là kịp đưa bóng vào lưới. Về số 15. Cả ngang đi. Một pha bóng xuất sắc dành cho số 7 của FC Miền Tây. Góc sút là rất hẹp. Tuy nhiên thì gà bé điên
bé Điền cũng có thể xử lý rất an toàn và trở thành một bàn thắng đẹp cho chính mình. 3 đều dành cho cuộc chơi sau rất nhiều nỗ lực của cầu thủ áo trắng. Có một cầu thủ viên nhí ở trong đội của cầu thủ áo trắng. Bây giờ chúng ta có thể thấy mấy ông lớn đứng né hết để với mình nhỏ chịu trận. Sút rất căng, tỷ số là 4-3. Lý Phép đã hoàn thành sau cú đúp của mình ở trận cầu game này. Đam Mê FC một lần nữa dâng cao bàn tỷ số của mình. Những sức ép mà cầu thủ áo xanh mang lại ở trong hiệp đấu này là không nhiều, mà thay vào đó là dành cho chính cầu thủ FC Biển Tây. Nhưng với pha bóng giao bóng sau đó thì cũng có pha làm bàn để sang bàn tỷ số. Ông chọi luôn thì ném gì. Tân Linh. Đấy rồi. FC Miền Tây vượt lên dẫn trước ở tỷ số là 5-4. Người ghi bàn là Can. Một cầu thủ bước vào sân ở trên băng ghế dự bị và ở khoảng cuối của trận này vừa làm nên chuyện. 5-4 rồi. Thời gian thì còn chưa đầy 5 phút nữa. Bằng già xuất sắc. Phúc Long Hoàng. Đó là Nguyên. Lên bóng. Vẫn là Nguyên. Mảnh lưới của cầu thủ Đam Mê một lần nữa bị rung lên. Gia tăng khoảng cách thành 6-4. Nguyên đã hoàn thành xong cú đúp của mình. Anh có bóng mở khu vực giữa sân và quyết định đột phá thẳng vào trung lộ. Và sự điểm rất mạnh. Thủ thành của FC Đam Mê cũng đã đứng như trời trồng. 6-4 rồi. Một tiếc là họ cũng không tận dụng được. Và tiếng còi kết lên, các cầu thủ của Đam Mê và FC Miền Tây cũng đã hoàn thành xong trận đấu của mình. Một trận cầu lội ngược dòng ngoạn mục của cầu thủ Miền Tây. Và tỷ số chung cuộc là 6-4 cho FC Miền Tây. Và chúng ta đã trải qua một trận cầu thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng theo dõi. Và đừng quên quay trở lại vào lúc 4 giờ chiều mai. Bây giờ chúc quý vị và các bạn thân ái, chào tạm biệt.